về. Nên nói với My Trinh là tôi không về đâu. Chừng nào cổ chịu xuống thì thôi. Đi coi cổ có chịu xuống để ăn cơm nước gì không. Kêu. Nè. Kêu, em bị làm sao vậy? Làm vậy là nguy hiểm lắm đó. Cô đó ngu như mẹ của cô. Thích cho người ta ăn miễn phí, thích lấy chồng nghèo. Chờ mà coi, quá khứ của mẹ cô sẽ lặp lại. Rồi cô sẽ dắt thằng chồng về cho tôi nuôi nữa.